Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn các cái khái niệm liên quan đến khi anh chị mở cửa hàng, cửa hiệu mới thì chúng ta cần phải lưu ý hay là chúng ta cần phải thực hiện những công việc gì để cho cửa hàng kinh doanh được phát tài, sai lộc cũng như là để việc kinh doanh được thuận may sau này. Trước hết là đối với cả chúng ta sẽ bỏ qua cái phần là chọn lựa cửa hàng. Hôm nào thì chúng ta sẽ chia sẻ về khái niệm này sau. Bây giờ chúng ta đã chọn được cửa hàng rồi và bắt đầu là chuẩn bị đến ngày khai trương, ngày mai khai trương này, ví dụ thế, hay là tuần tới khai trương này, hay tháng tới khai trương này, thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Trước hết là đối với cả một cái cửa hàng trong phong thủy thì khái niệm những cái nơi mà anh chị trưng bày giới thiệu sản phẩm, hoặc là anh chị kinh doanh các dịch vụ ăn uống, hoặc là chúng ta kinh doanh các cái dịch vụ về hàng tiêu dùng, hoặc là cửa hàng trưng bày mẫu mã sản phẩm công ty, thì tôi gọi chung cái khái niệm đấy là các cái phong thủy dành cho cửa hàng. Thì đối với cả cửa hàng thì thế này, khi mà bắt đầu mà chúng ta khai trương thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải lưu ý là cái ngày bản thân là cái cửa hàng anh chị có thể xây mới, anh chị có thể thuê lại của chủ khác, hoặc anh chị thuê lại của chủ nhà, hoặc anh chị thuộc quyền sở hữu của anh chị. Thì khi chúng ta bắt đầu là bày các cái hàng hóa, đương nhiên khi khai trương là chúng ta sẽ bày tương đối đủ đầy các cái hàng hóa và mặt hàng chúng ta kinh doanh. Vì nếu như chúng ta không bày đầy đủ tất cả mặt hàng kinh doanh, hoặc chúng ta chỉ bày tạm một số thứ lên để khai trương lấy ngày á, thì thôi. Bởi vì là khi anh chị đã có mất công, anh chị bày rồi, anh chị chuẩn bị nghi thức, nghi lễ để anh chị rước thần tài, thần độc, thần linh, rồi anh chị mời bạn bè, khách hàng của anh chị đến, những quý nhân của anh chị đến, thì đến thấy bày hàng hóa lèo tèo hoặc là lụn thuộm, thì lần sau người ta chẳng đến nữa. Mà biết đâu là người ta biết rằng mình lại giải thích họ là bác ơi, 5 ngày nữa em mới chuyển hàng về à? Hay là ông thần linh ơi, 5 ngày nữa em mới chuyển hàng về, thần tài ơi, 10 ngày nữa em mới có hàng, nên bây giờ khai trương lấy ngày thôi à? Không phải khổ như thế. Đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn bằng cách là chọn năm tháng ngày giờ tốt rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị được ngày giờ thật là tốt. Khi chọn ngày giờ tốt rồi, tức là hàng hóa và mọi thứ đã đủ đầy. Vào cái thời điểm khai trương thì chúng ta cần phải dọn dẹp mọi thứ nó sạch sẽ. Và quan trọng nhất là chúng ta phải có hai lần chúng ta xông nhà. Cái xông nhà lần đầu tiên đó là anh chị xông cái căn nhà đó trước lúc mà chúng ta chuyển đồ vào. Trước khi chúng ta chuyển đồ vào, khi chúng ta bắt đầu sửa sang nội thất mọi thứ hòm xong xong rồi đúng không ạ? Thì chúng ta đối với cửa hàng có thể dưới là chị showroom, trên là các cái văn phòng của anh chị đúng không ạ? Chúng ta cần phải xông một lượt bằng bột trừ tà khai vận để chúng ta tẩy hết những cái tạp khí, tẩy hết những cái ơi khí, tẩy hết những cái tà khí mà cái người chủ hay là của cái chủ trước, hay là những cái nơi trước đây nó là cái vong linh u linh, hoặc là của thợ thuyền trong quá trình xây dựng, hoặc là những cái hoàn niệm khí mà chúng ta không có mong muốn. Chúng ta tẩy hết trước đi và chúng ta một lần chúng ta xông. Sau khi xông xong thì bắt đầu là chúng ta mới đưa hàng hóa vào. Và trước cái thời điểm anh chị làm lễ an vị thần tài và làm tổ chức nghi thức khai trương, chúng ta lại xông lại thêm một lần nữa. Sau khi xông xong thì chúng ta bắt đầu làm cái nghi thức tẩy uế, và chúng ta làm cái nghi thức để chúng ta thực hiện cái công việc khai trương, thực hiện cái công việc làm lễ khai trương. Thì trong cái phần việc liên quan đến công việc khai trương, thì nếu như anh chị có làm cái ban thờ thần tài thì là ngày hôm đấy, thời điểm đấy cũng là cái thời điểm tốt nhất để an vị thần tài. Nếu anh chị mà muốn an vị thần tượng hoặc các linh vật phong thủy để chiêu tài trong cái cửa hàng, ví dụ như anh chị làm hàng ăn nên dùng cái vật phẩm gì, anh chị làm hàng nướng, đồ ăn nướng làm gì, làm thủy sản dùng vật gì, bán quần áo dùng vật phẩm gì, anh chị showroom anh chị sử dụng vật phẩm gì, thì chúng ta muốn chiêu tài kích vào thời điểm vượng nhất để nghênh đón lúc này, để lễ nghi đầy đủ, ngày giờ tốt rồi, hoa đăng đầy đủ rồi, khách hàng ai cũng tươi rói để chúc mừng, thì lúc này là thời điểm tối ưu nhất để chúng ta đặt vật phẩm phong thủy. Và khi chúng ta đặt vật phẩm phong thủy cũng như đặt các vật phẩm chiêu tài hoặc là ban thần tài vào thời điểm đó, thì chúng ta cần phải xông khí trước đó, sau đó chúng ta mới thực hiện các cái nghệ thuật hay là các biện pháp chiêu tài. Đấy là về cái phần liên quan đến cái việc mà trong cái nghi thức. Và nếu như mà trong cái cửa hàng cửa hiệu của anh chị mà có ban thần tài, thông thường là tại sao lại có cái ban thần tài ở trong cửa hàng? Vì thực chất có thể đất anh chị đi thuê, thực chất là có thể là anh chị không phải chính chủ của cái mảnh đất đấy. Hoặc là anh chị có thể chung với cả những người khác nữa ở trên cái tầng trên,
đúng không ạ? Hoặc là trong group đấy hay thì người ta cần có một cái ban thần tài ở đó để người ta tiếp đón, để người ta làm gì ạ? Trấn trạch, để cho thần linh chứng giám và gia hộ, để phù hộ và để kỵ tà trừ tà cho cái toàn bộ cái khu vực đó, chứ không phải cái ý nghĩa đầu tiên của cái ban thờ thần tài là nó kỵ tà kỵ sát để nó xua đuổi tà ma. Đây là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là cái ban thờ thần tài nó mới gọi là nó thể hiện ước mơ mong cầu của anh chị, là nơi chiêu khách, gọi khách, mời khách, đúng không ạ? Cho nên là thông thường cái ban thần tài sẽ đặt vào cái điểm quý nhân lộc mã của anh chị, tức là phải lựa chọn một chỗ đắc ý tốt, vị trí tốt thì chúng ta mới đặt vào thì nó mới có lực, mới mạnh. Người ta có rất nhiều cách ban thần tài. Người ta đặt vào phương vị tài lộc của anh chị, đặt vào phương vị quý nhân lộc mã của anh chị, đặt phương vị lâm quan thủy của anh chị, đặt vào phương vị thâu cái thủy vượng của anh chị, để người ta bắt đầu người ta lựa chọn cái vị trí tối ưu, và căn cứ vào không gian, để người ta căn cứ vào 4-5 phương pháp đó để người ta lựa chọn cái vị trí tối ưu nhất để đặt cái ban thần tài. Và cái ban thần tài vừa có tác dụng hóa sát và vừa có tác dụng chiêu tài và chiêu nạp quý nhân, để giúp cho anh chị cửa hàng buôn bán hanh thông thuận lợi. Và nếu đã có ban thờ thần tài thì trong vòng bách nhật, tức là 100 ngày đầu tiên, tức là ngày nào anh chị cũng cần phải thắp hương và nhớ là đó ban thờ thần tài, thì chúng ta phải có kẹo ở trên đó, để mà cứ 2-3 ngày chúng ta lấy cái kẹo đó chúng ta để lên trên mặt bàn để mời khách, người ta gọi là phát lộc, hay là chúng ta gọi là thả lộc. Tôi hay trêu nhân viên tôi bảo là thả thính, đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta sử dụng kẹo để ban để cho khách hàng thì cũng là điều rất là tốt. Và trong vòng bách nhật 100 ngày thì khi mà anh chị sẽ có một cái công chú để chúng ta kích hoạt của ban thờ thần tài khi anh chị mua cái gói kẹo ban thần tài. Và trong 3 tháng đó thì người ta sử dụng kẹo ban thần tài, người ta giải đều trong 3 ngày đầu tiên, ngày nào cũng nạp tài. Rồi sau đó là ngày mùng 10 trong 3 tháng liên tiếp người ta sử dụng kẹo ban thần tài để người ta nạp cho là cái vượng khí của ban thần tài, vừa tác dụng chiêu tài và vừa cái tác dụng mà hóa sát. Còn các cái bố trí các ban thần tài như thế nào, về các kỹ thức và cách thức như thế nào để chiêu tài cho ban thần tài, thì trong các video khác thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị. Và tôi chỉ có mấy cái lưu ý về anh chị trong quá trình mà trước khi anh chị đưa hàng hóa vào và sau khi đưa hàng hóa vào, nếu cứ lập ban thần tài thì chúng ta cần phải làm như nào đối với cửa hàng, và việc đặt thời điểm vân bóng thủy tối ưu vào thời điểm nào, nếu như mà anh chị chưa đặt vào thời điểm đó thì những thời điểm nào sẽ là những thời điểm mà tối ưu nhất để đặt vào phòng phong thủy, cũng như kích hoạt vượng khí cho cái nơi đó. Thì trong cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị một cái tức là trong cái tháng 3 này sắp tới này, thì những cái hướng cửa hàng nào mà sử dụng phòng phong thủy để kích hoạt thì sẽ, hoặc là chúng ta khai trương mở hàng thì sẽ là những cái tháng vô cùng là thuận lợi. Và chúc anh chị cùng với cửa hàng của mình buôn bán hanh thông thuận lợi, phát đạt và gặp được nhiều may mắn. Xin cảm ơn. Đấy, kiểu gì? Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống, để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn.